Ngọc Tuyền thân ái kính chào quý khán thính giả của đài Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Và phần tin tức hôm nay gồm có những bản tin chính như sau: Mexico phát hiện đường hầm 10 mét bên dưới biên giới với Hoa Kỳ. Đối đầu với Hoa Kỳ trên cầu nghiên cứu chế tạo âm tạc cơ chiến lược. Bão từ vùng Tây tiến sang miền đông nước Mỹ, California, mưa lớn. Quan tòa liên bang từ chối ra phán quyết yêu cầu chính phủ trả lương cho nhân viên liên bang. Không có visa Việt Nam, khách Trung Cộng vào Việt Nam bằng đường nào? Và sau đây là phần tin thế giới. Quý vị, trước hết là phần tin thế giới. Mexico phát hiện đường hầm 10 mét bên dưới biên giới Hoa Kỳ. Các giới chức quyền Mexico vừa cho biết mới phát hiện một đường hầm dài 10 mét bên dưới biên giới với Hoa Kỳ, chỗ giáp với tiểu bang Arizona. Theo nhật báo The Houston Chronicle vào hôm thứ Hai, 14 tháng Giêng, cảnh sát liên bang Mexico thông báo vụ khám phá đường hầm này qua Twitter vào hôm 9 tháng Giêng, cùng với một băng video chiếu lối vào đường hầm. Lối vào của đường hầm bắt đầu bên thành phố Nogay thuộc tiểu bang Sonora, Mexico và ăn thông qua phần đất thành phố Nogay thuộc tiểu bang Arizona, phía nam thành phố Tucson. Cảnh sát tin rằng đường hầm này sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn lậu ma túy, mặc dù sự việc đang được điều tra. Vụ khám phá đường hầm này xảy ra vào lúc 800.000 nhân viên liên bang làm việc và nghỉ việc không lương kể từ khi chính quyền Hoa Kỳ bị đóng cửa 1/4 vì Tổng thống Donald Trump không xin được Quốc hội 5 tỷ để xây dọc tường biên giới Mỹ và Mexico. Thưa quý vị, hàng triệu người Ấn Độ tề tụ về lễ hội Kumbh. Sự kiện tôn giáo bắt đầu vào thứ Ba ngày 15 tháng Giêng khi hàng chục người tụ tập về các dòng sông thiêng của Ấn Độ để tham dự lễ Kumbh của lễ đạo Hindu. Lễ hội tôn giáo này dự kiến sẽ thu hút hơn 100 triệu người hành hương đến thành phố Allahabad trong vòng 7 tuần tới để tắm trên các con sông được gọi là thiêng liêng nhất theo tín ngưỡng Hindu. Thành phố Allahabad nằm lân cận các con sông Ganges, Yamuna và Saraswati. Các dãy bờ sông từ nhiều ngày qua đã được trang trí, xây cầu tạm và dựng các khu lều trại khổng lồ để phục vụ cho lễ hội vốn có từ truyền thống qua nhiều thế kỷ, thưa quý vị. Tín đồ Hindu tin rằng việc tắm rửa tại sông Thiên trong thời gian diễn ra Kumbh Mela sẽ giúp cho tẩy lỗi tội lỗi và đem lại sự giải thoát. Từ trước khi rời sáng thì hàng ngàn tu sĩ Hindu với cơ thể bôi tro đã tiến về phía điểm hợp lưu của các con sông và trầm mình xuống làn nước lạnh, trong lúc các tín đồ ở lân cận đọc những lời cầu nguyện ca tụng thần Shiva. Sau đó trong ngày thì hàng triệu người hành hương đã xếp hàng để chờ đến lượt tắm dưới dòng sông. Theo truyền thuyết Hindu, các vị thần và ác quỷ đã tranh giành chiếc bình thiêng liêng chứa thuốc bất tử. Trong quá trình chiến tranh, 4 giọt thuốc bất tử đã rơi xuống mặt đất, và một trong số đó là thành phố Allahabad ngày nay. Và tiếp theo bản tin nói về tác phẩm điêu khắc Mark Jesus khiến cho tín đồ Thiên Chúa lại tại Israel phẫn nộ. Thưa quý vị, theo tin từ ABC News, một buổi triển lãm nghệ thuật ở Israel có tác phẩm Ronald McDonald bị đóng đinh, đã làm dấy lên cuộc biểu tình bởi những người Ả Rập theo Thiên Chúa giáo. Hàng trăm tín đồ khi tâu hữu kêu gọi loại bỏ tác phẩm điêu khắc mang tên là Mặt Jesus. Và tác phẩm này được trưng bày tại Viện Bảo tàng ở thành phố Haifa hồi tuần trước.
Theo cảnh sát Israel, những người biểu tình đã ném một quả bom lửa vào viện bảo tàng và ném đá làm 3 cảnh sát bị thương. Các nhà chức trách đã giải tán đám đông bạo động bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng. Vào hôm thứ Hai ngày 14 tháng 1, đại diện các nhà thờ cũng bày tỏ sự phẫn nộ của họ đến tòa án quận và yêu cầu loại bỏ các tác phẩm gây khó chịu như bên trên và trong triển lãm. Giám đốc viện bảo tàng là ông Nissim Thor cho biết rằng ông rất sốc trước sự phản kháng bất ngờ này, bởi lẽ triển lãm đã mở cửa được nhiều tháng qua. Và thưa quý vị, tại các quốc gia khác thì triển lãm đã diễn ra suôn sẻ, không có bất cứ sự việc nào. Bộ trưởng Văn hóa Israel là Mikri Rekvik đã kêu gọi xóa bỏ tác phẩm nghệ thuật mang tính thiếu tôn trọng nói trên. Tuy nhiên, phía bảo tàng đã từ chối loại bỏ các tác phẩm này và cho rằng làm như vậy thì sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận. Và tiếp theo phần tin thế giới, thưa quý vị, đối đầu với Hoa Kỳ, Trung Cộng nghiên cứu chế tạo oanh tạc cơ chiến lược. Trung Cộng hiện đang nghiên cứu chế tạo oanh tạc cơ chiến lược tầm xa loại mới, có khả năng mang theo vũ khí nguyên tử và hệ thống báo động sớm trên không gian, có thể dùng để phản ứng nhanh chóng hơn khi bị tấn công. Theo một báo cáo mới đây từ cơ quan quân báo quốc phòng Mỹ, gọi tắt là DIA, bản tin của Bloomberg News vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng Giêng nói rằng, việc chế tạo oanh tạc cơ chiến lược mới cùng với hệ thống vũ khí nguyên tử trên bộ và tàu ngầm với hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử đời mới sẽ cho Trung Cộng 3 hệ thống vũ khí nguyên tử hỗ trợ lẫn nhau. Cũng theo những gì mà Nga và Hoa Kỳ hiện có, theo tác giả bản báo cáo, Trung tướng Robert Ashley, bản báo cáo được đưa ra trong lúc chính phủ của Tổng thống Donald Trump chú tâm vào nguy cơ có chiến tranh với các quốc gia hàng cường quốc như Trung Cộng và Nga khi chuẩn bị chiến lược phòng thủ quốc gia. Ngay cả trong trường hợp không có oanh tạc cơ mới, Trung Cộng cũng đang đạt được nhiều tiến triển trong lĩnh vực tàu ngầm nguyên tử loại chuyên mới, trang bị hỏa tiễn liên lục địa là GL-2. Và khi loại tàu ngầm này khởi sự các chuyến tuần tiểu thời gian sắp tới đây, sẽ giúp cho Trung Cộng sức mạnh răng đe nguyên tử, thưa quý vị. Và nói về hạt giống phi thuyền Trung Cộng mang lên mặt trăng bắt đầu nảy mầm. Những hạt giống bông vải do tàu thăm dò hàng Nga 4 của Trung Cộng mang lên mặt trăng đã nảy mầm, trở thành những chùy cây đầu tiên được biết đến trên mặt trăng. Cơ quan không gian Trung Cộng vào ngày thứ Ba công bố bức ảnh cho thấy những chùy cây bông vải đang phát triển tốt cùng với nhiều mầm cây khác. Ông Liu Henglong, người đứng đầu công trình thí nghiệm, tuyên bố rằng hạt cây bông vải là những hạt giống đầu tiên nảy mầm. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời gian chính xác. Ngoài hạt bông vải, hạt cải dầu và hạt khoai tây cũng nảy mầm và phát triển tốt tính đến ngày 12 tháng Giêng. Ông Liu đã nói như trên. Và khi tàu hàng Nga 4 hạ cánh xuống vùng tối của mặt trăng vào ngày 3 tháng Giêng, trên tàu có các thùng chứa kín với nhiều mẫu thử nghiệm sinh học, bao gồm một thùng được gọi là hệ sinh thái thu nhỏ trên bề mặt mặt trăng. Giáo sư C. Jensen, người thiết kế thí nghiệm cho biết, nghiên cứu này giúp cho con người hiểu được sự tăng trưởng của sinh vật ở ngoài không gian. Và cũng trong phần tin thế giới, thưa quý vị, Trung Cộng thúc giục Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump và Kim. Vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng Giêng, báo chí Trung Cộng đồng loạt lên tiếng tán thành đề nghị của nhà nước Cộng sản Việt Nam đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Cũng ngày này, nhật báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun đã đưa tin cho thấy là Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang cân nhắc đề nghị của Hà Nội. Bài bình luận của nhật báo Global Times, cơ quan tuyên truyền của nhà nước Trung Cộng, cho rằng Việt Nam đáp ứng tất cả những đòi hỏi cần thiết để có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump và Kim lần thứ hai, gồm cơ sở vật chất thích hợp, bảo đảm an ninh hữu hiệu, đã thiết lập ban giao với cả Hoa Kỳ lẫn Bắc Hàn, và là quốc gia đang phát triển. Việt Nam sẽ tổ chức một số chương trình phụ lôi cuốn cử tọa, ngầm nói rằng Tổng thống Trump từng là người điều khiển chương trình truyền hình, mà ông thì rất phấn khởi khi nhận được sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, khoảng cách từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội nằm trong khả năng hoạt động của chuyên cơ chở Kim Jong-un. Mặc dù vẫn còn một số mâu thuẫn giữa Washington và Hà Nội như vấn đề nhân quyền, nhưng quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ gần đây vẫn bình thường và nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông. Sang qua bản tin nói về một số binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Thưa quý vị, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS vào hôm thứ Tư, tức là ngày 16 tháng Giêng, đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xảy ra trong cùng ngày tại thành phố Manbij, Syria, vốn đã khiến cho một số binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Phát ngôn viên của Liên quân Hoa Kỳ dẫn đầu cho biết, một số binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra khi họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường kỳ tại Syria. Liên quân không cho biết số lượng binh sĩ thiệt mạng và cũng không cung cấp thêm chi tiết, và chỉ nói rằng các nhà điều tra đang thu thập thông tin. Vào trước cuộc tấn công vào ngày thứ Tư thì Hoa Kỳ chỉ có 2 binh sĩ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Syria, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu tại đây vào năm 2014. Hãng truyền thông Ahmad có liên hệ với ISIS nói rằng vụ tấn công ở thành phố Manbij được thực hiện bởi một tay đánh bom tự sát với chiếc áo được cài thuốc nổ. Viên chức hội đồng quân sự Manbij viết trên Twitter rằng vụ tấn công xảy ra trên một con đường chạy ngang qua một khu chợ đông người. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết đã có ít nhất là 8 người đã thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra trong vòng chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ quốc quân khỏi Syria, với lý do là tổ chức ISIS đã bị đánh bại. Thưa quý vị, đó là phần tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngừng trong giây lát và sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.